việc đi học trễ nè, hay nói chuyện nè, hay cúp tiếp nè, đủ các kiểu. Cái ông ấy trong cái hội trường rất là lớn, thì ông ấy chạy lên, ông ấy xin em chai dầu gió. Sau khi trả em thì nói là trời lớn thì xài đủ nít. Ông ăn hộp thịt lợn mà ông chưa có ăn á, lần đầu tiên là hất tung cái bàn bỏ chạy, bay hết cái quán rồi. Lúc mà bạn gặp em mà khóc, khóc như mưa, em nói thôi đi về đừng có khóc nữa. Tại vì chờ đợi nhiều người đi trùng khóa mình á, lúc nào cũng có người yêu lên thăm này nọ, mình đi nhìn đi nhìn lại chả thấy ai, cô đơn. Về xong rồi gặp lại vợ, kêu vợ cưới, mà kêu qua không thèm cưới. Cái nghĩ trong đầu cái thằng nhỏ này nó quen mình chơi sao á, không có cưới. Xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể khán giả, chào ba mẹ, lại chào vợ của em. Trời ơi. Chào ba mẹ. Chào ba mẹ. Quá có hiếu. Dạ xin chào hai bác. Dạ. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Lê Trung Tính, hiện tại năm 27 tuổi và em là cán bộ văn hóa thông tin ở ủy ban phường 12 quận 6 à. À. Còn em. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Nguyệt Nga. Em 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào ta? Hai vợ chồng em quen nhau trong buổi học đầu khóa năm 2010. Thì lúc đó là em thì đi học em ngồi bàn đầu, chồng em thì lúc nào cũng ngồi cuối lớp á. Là cá biệt đi học trễ nè, hay nói chuyện nè, hay cúp tiết nè, đủ kiểu. Cái ông ấy trong cái hội trường rất là lớn, thì ông ấy chạy lên, ông ấy xin em chai dầu gió. Sau khi trả em thì nói là trời lớn thì xài đồ nít. Trời ơi. Tại sao lại xin tại sao không mượn một cô khác mà lại mượn cái cô này cái chai dầu gió? Phải tại vô thì cái buổi đầu tiên á thì chung là cũng nhiều bạn lắm. Mà có bạn này cũng là dạng hot girl ở trong trong cái trường á, trong lớp. Thì vô thấy bạn cũng dễ thương. Thì mình cũng bộ nhức đầu đó, mình lại mượn xin mượn chai dầu. Mà cái dầu một cái dầu nhỏ xíu thì giống như cái dầu em bé đó chị. Đấy. Không mà lại cũng ghẹo ghẹo, lớn thì xài giọng nít gì. Đấy. Mà cái đó chiêu thức của em. Dạ. Chiêu thức thôi đâu có bệnh hoạn gì đâu. Cái chai dầu lớn, chai dầu bé đâu liên quan gì tới dùng cho người lớn với người nhỏ đâu. Mà ông này á, ông vừa đâu, ông em lúc mà em lấy cái chai dầu á, ông nói gì nè, đưa tay đi mình sơn móng tay cho. Em quay lại móng tay ông sơn một bộ. Em cái chơi. Học thì không lo học, nếu học thì về cho người ta học. Gì mà ông ngồi sơn móng tay nữa. Tại vì em sơn cái đó là sơn bóng để dưỡng móng tay á mà. Sơn bóng cho nó bóng hả? Dạ. Sơn dưỡng móng tay. Sơn dưỡng. Riêng em thì em ấn tượng gì về cô gái này? Chung là trước á thì em cũng để ý dễ thương thôi. Mà tại trong lớp á nhiều bạn rất là để ý vợ em giờ á, xong cũng cá kèo cá độ với nhau. Rồi giờ rồi coi đứa nào cua được nhỏ này. Xong rồi vì cái độ đó mà em qua em ngỏ lời làm đủ cách để quen vợ em, cũng mời đi ăn đi uống này nọ mà khó lắm, mời hoài không thèm đi, mà đi cho em ngồi đợi đợi hoài mà đợi mà mũi chích mày nó muốn điên luôn. Tại vì em thích ông này, em biết trước đó, ý là trong lớp đó thì nó cũng đông lắm, là em biết được là cái anh này á là tán mình cho có mục đích rồi, mình chứng tỏ mình với các bạn trong lớp với các bạn cùng trường cùng khóa đó, em ghét lắm, rủ em đi ăn cho đợi đợi hoài lên, nó là tôi không có ra đâu cho đừng có đợi, mà không chịu khó đợi, mấy đứa kêu là không bạn xuống, mấy con cũng lên trên phòng với thầy tìm thấy thì thầy la, thế thôi em chờ hơn một tiếng hộ, ông không chịu về em cũng đi xuống. Đi xuống mà em đi ăn nha, một lần đi ăn em ăn hoài luôn, em ăn từ ăn lẩu nè, xong em qua ăn bánh mì, xong em ăn bánh lăng, em muốn xin tố, em ăn một giây vậy đó, em biết ta sẽ ăn cho khi nào mà không còn tiền nữa, bỏ tay thôi. Mà em đi ăn á là em biết là ổng không thích bún mắm, là không thích cháo lòng, không thích hộp vịt lộn, em cứ đè những cái món đó ra ăn thôi. Sáng mà rủ là em chỉ đi ăn cháo lòng, ăn bún mắm, ông nói chợ con gái đứa sáng ăn món thứ rình, ông nói vậy đó. Tối là em bắt đi ăn hộp vịt lộn, ông ăn hộp vịt lộn mà ông chưa có ăn á, lần đầu tiên là hất tung cái bàn bỏ chạy. Bay hết cái quán người ta sao? Ủa sao vậy? Không biết ăn. Tại em thấy cái trứng vịt lộn mà cái trứng nó, cái con lộn nó bự quá mà lông lá không à. Em nhìn em sợ. Bao lâu thì tụi em mới có cảm giác là không ghét bạn này? Chắc cũng lâu á chị. Đến lúc mà bạn đi nghĩa vụ á thì là có một chút tình cảm với bạn này là bắt đầu từ đó. Là mấy năm? Là mấy năm? 3 năm không? Khoảng 3 năm 4 3 năm. 3 năm. 3 năm 4 năm chắc cũng tàn mạc à. Ăn quá ăn mà dắt đi ăn quá trời ăn. Nhưng mà tại sao mà vừa mới cua được cô này á mà em lại sẵn sàng em đăng ký đi như vậy? Em không sợ nếu em đi ở nhà mất cái bạn này sao? Lúc đó thì cái tư tưởng em thì lo cho chuyện lớn hơn là người yêu của mình rồi đó lúc đó. Nên gác qua hết để mình đi. Trước khi bạn đi á lại có khuyên lại nó à. Thì những trường hợp đi thì người ta rất là khổ. Nó không giống như là mình ở nhà được bao bọc đâu, nhưng mà bạn vẫn quyết định đi. Lúc mà đi ra ngoài canh ranh á là em cứ bình tĩnh ở nhà, không có trao đổi điện thoại được, ở đó là cấm mà. Em cứ kệ bạn ngoại, cha mẹ có đi thăm nhưng mà em thì không đi. Em chờ cho đến lúc mà sắp hết cái giai đoạn ở ngoài á em đi thăm. Lúc mà bạn gặp em mà khóc. Khóc như mưa, em nói thôi đi về đừng có khóc nữa. Tại vì chờ đợi nhiều người đi chung khóa mình á, lúc nào cũng có người yêu lên thăm này nọ. Mình đi nhìn lại chả thấy ai. Cô đơn. Đó xong rồi cái thằng lâu lắm rồi, gần lúc mà mãn cái 3 tháng tân binh á mới lên thăm em. Thì lúc đó là mình cũng hơi bất ngờ, cũng hạnh phúc. Khóc đây là khóc vì hạnh phúc đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đi bao lâu thì em mới về? Dạ lúc đó đi 18 tháng.
là sao về em? Luôn dạ về xong rồi gặp lại vợ kêu vợ cưới mà kêu hoài không thèm cưới. Cái nghĩ trong đầu thằng nhỏ này nó quen mình chơi sao á, không thèm cưới. Rồi có cầu hôn không mà tự nhiên kêu người ta lấy mình? Trời ơi, nghe nè, ông này ông không có lãng mạn như người ta là anh cầu hôn em bó bông hay cái gì, thôi cưới đi. Trời, lâu quá rồi, quen hết đời trai con người ta mà không cưới. Đúng rồi, ta nói đúng mà. Sao mà em có nói là trời thì từ từ, còn trẻ mà giờ sao mà lúc mà mình cứ đi làm đi là từ từ tính. Mà ông chịu, có là ngày nào cũng đi làm. Em thì làm về trễ hơn một chút là 6 giờ mới về đến nhà, còn chồng em thì khoảng 5 giờ thì chồng chạy về Biên Hòa. Ông mới làm hết việc nhà xong rồi ông mới làm trước. Cái nhà em ở gần chợ á, cái ông ra chợ ông nói chuyện lung tung người chợ, ông ngồi ông chém gió, ông mang kem của trong nhà ra ông mời người chợ vậy đó. Trời, xong rồi ông hào phóng lắm, rồi nói chuyện xong rồi cả khu chợ biết tới ổng. Trời, người ta hỏi em bao giờ cưới, xong rồi mẹ em nói với ông này là ở trên đấy hết gái rồi sao đi xa vậy con, về đây lấy con này. Rồi sau đó thì bao nhiêu lâu thì hai em mới bắt đầu đám cưới? Từ hồi quen nhau đến lúc lấy là 6 năm. Một sáu năm. Sáu năm. Ừ. Sau cưới vui không? Có kỷ niệm gì sau khi cưới không? Cưới nhiều cái nhức đầu lắm. Tức là ngày thứ cái đám cưới thứ hai là đám cưới nhà chồng, sau lúc em về phòng, điều đầu tiên em thấy là một bức thư tình của ông này dài 12 trang. Cho ai? Viết cho ai? Trai viết cho ông này. Thân anh em yêu anh, cảm giác câu nói nào của anh trong đó làm sao ghi hết. Tức là kết thúc bức thư là dù gì đi nữa thì em vẫn chờ anh. Trời đất ơi. Trời ơi chị. Ủa nhưng mà bạn là cái bạn đó là bạn của em hả? Dạ, cái bạn đó là đồng nghiệp chung cơ quan em. Thì bạn đó là con trai. Mà nói chung là đồng nghiệp với nhau, thì mến với nhau cũng là bình thường thôi. Ông này em thấy em đọc được bức thư, ông hoang mang lắm. Cái nét mặt của ông em buồn cười. Nhưng mà em đọc xong rồi thì thôi, em cũng để đúng chỗ đó và em cũng không nói năng gì cho tới bây giờ. Đó là ông biết em đọc nhưng mà em cũng không có khiển trách hay trách móc, và em cũng không nói với bạn kia. Tức là chúng ta cứ giữ mối quan hệ bình thường. Rồi các em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ cũng 6 tháng. Mới à? Dạ đúng rồi. 6 tháng về ở chung với nhau, có tính xấu gì lòi ra không? Chào. Vợ em lòi ra nhiều lắm. Cứ hay mò biếu em á. Mò gì? Biếu. Nói cái chữ đó mà cũng không hiểu nữa. Không có rõ, không có nghe. Có ngày cái mò hoài mà em bực mình luôn. Em nói mò gì mò hoài á. Lúc nào cần mò cũng mò, không cần cái lại mò hoài. Rồi lúc này cái cực thì hay nó khó chịu, cái càm dạm hoài à. Nhức đầu lắm. Nên em đi làm về cũng mệt. Thì vợ làm gì cũng mệt. Từ từ dọn cái phòng ở hai mình á. Từ dọn. Về phải bắt cái này bắt cái kia, phải làm liền à. Phải làm sạch sẽ sạch bông mới chịu à. Chứ làm mà qua loa là không có đâu. Cứ lầu bầu cằn nhằn nhức đầu. Rồi khó khăn gì á, có khi nào mà cổ ăn hiếp em không? Có la mắng được không? Có làm quýnh em luôn chứ. Chưa quýnh là hồi xưa thôi, còn bây giờ hết quýnh rồi. Tức là em đang căng thẳng công việc, đi về em vẫn làm trên máy tính vậy nè. Ông ngồi sau á, tức là mình đang tập trung lắm. Ông cứ ngồi sau, em ăn cái này đi, ăn cái kia đi. Em quay ra, trời tránh ra. Ta đang làm gì ông cứ ăn hoài vậy, ăn bằng mình không đi. Cái ông giận, ông cắt đồ ăn thì ông lên giường nằm không luôn. Thôi đó là tính xấu của vợ, còn nữa không? Dạ, có người đó xấu, cái vợ cũng hoàn hảo cũng nhiều. Nhiều đó đủ rồi. Thế còn ông xã em sao? Ngoài ngáy ra thì ổng còn vợ với thun đó anh. Ví dụ mình nói một là một. Đúng rồi. Không phải với mình ai đâu, ai cũng vậy á, với thun cũng mò luôn à. Khi nào em hối thì chờ cho nướng tí nữa đi, cho nướng tí nữa đi. Lúc nào ông đi trễ so với những người khác hết á. Chưa kể là nói được không làm được. Ông nói em từ hồi mà quen nhau nói là anh sẽ bỏ thuốc. Từ năm 2010 đến giờ 8 năm rồi chưa bỏ. Có vợ đẹp gì nè, có ghen không? Có ghen không? Trời, cái này em phải nói chứ. Em đi xe đưa rước công ty á, cái xe thì có 12, xe 12, có 12 người thôi à. Em đi xuống, ông rước em, tức là ông để cho em đi xe máy. Nhưng mà ông rước em, nhìn. Trời, ông kia ông nhìn bà nè. Có vấn đề gì mới nhìn nhau vậy thôi, chứ không thể nào nhìn vậy đâu. Ví dụ như người ta nhìn á, anh mắt bình thường chẳng hạn, em nhìn anh Quốc Thượng, chị Hồng Vân là mắt bình thường. Còn nhìn mắt người đó đá đó khác rồi nha. Trời ơi, nhiều khi ông bị tật rồi sao? Cái đó không biết. Em mà nghe điện thoại á, thay vì người ta cũng tế nhị là người ta chờ vợ mình nghe xong, người ta sẽ hỏi là ai hay là ai vậy em có làm sao không? Người ta đang nghe điện thoại, tay nào em đứng trên tay này nè, ông nói là ai vậy, ai vậy, cái vậy hoài. Đưa cái điện thoại cho ông nghe luôn. Đúng không? Ngày xưa ông không đập em cái điện thoại luôn. Đập điện rồi. Thoại ba em mua, đập luôn vậy. Xong mai đi mua cho em cái khác cũng vậy à. Vậy đó hả? Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em mong muốn ông xã thay đổi thì rất là nhiều. Nên là em chỉ có thể nói đơn giản là em mong muốn ông xã là một người giàu. Giàu là giàu về ý thức. Ý thức ở đây nó rộng lắm. Tức là khi mà anh có ý thức về tất cả phương diện á, thì anh sẽ hoàn hảo hơn cho con người của mình thôi. Thực ra thì đối với chấm điểm khó thì em thấy chồng em đã là 50% của người đàn ông hoàn hảo rồi. Thì bây giờ chỉ cần cái động lực để cho anh thay đổi nốt 50% còn lại thôi thì anh sẽ ok. Thế còn em? Vợ em thì cũng là ok rất nhiều. Chỉ mong muốn một điều là bớt ngay mà bớt nói một lần thôi, chứ đừng nói nhiều lần quá mà em nghe em mệt lắm.
Nó em chỉ mong vậy thôi. Mà ở đây á, vợ em á, thực sự nói ít á, thì vợ em mong em hiểu nhiều. Nhưng mà chị nghĩ là với chồng em á, em đừng có nói ít, em cứ nói nhiều để chồng em hiểu đi. Nãy giờ chị cảm nhận như thấy em á, còn vô tư lắm, còn trẻ trung lắm. 27 tuổi vậy chứ mà thấy chưa đâu. Tại vì cái người đàn ông mà em muốn họ trưởng thành phải trên 30. Đó chứ còn 27 tức là từ 30 đổ xuống vẫn lúc nào cũng giống như là trẻ con vậy đó. Thường là những người như vậy á, là em phải nạp vô từ từ. Em phải thấy cho bạn thấy những cái khó khăn, những cái phức tạp của cái cuộc sống này. Nếu như mà mình có một cái gia đình, mình phải chống chọi. Đó thì từ từ, chứ còn bây giờ để bạn ấy tự nạp vô á, thì chị nghĩ là được chứ không gì á. Nhưng mà nó lâu, thì tại sao mình để lâu làm chi? Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn không, mà em không biết là những người chồng khác như thế nào nha, nhưng mà chồng em đặc biệt luôn. Mẹ gái cứ đi 9-10 giờ mới về thì đương nhiên mình phải kiếm. Trường thì cũng có nhiều những nhân viên nữ chẳng hạn, thì mình là anh trai mình phải tỏ ra ga lăng trong mọi trường hợp. Chuẩn bị cưới á, chuẩn bị bọn em trước khi cưới á, em phát hiện ra là trong lúc quen em á thì anh ấy còn quen 2-3 cô liên tục nữa. Các cô trước là em nuôi, em xa em gần thì em chưa đo được. Anh ghiền quá, cái em nói chuyện gì anh cũng nói dối em, là nhắn tin xong là bắt đầu ảnh chơi game tới 11-12 giờ đêm thôi. Sau hôn nhân thì em có phát hiện ra anh ấy chơi game. Và anh ấy bắt đầu ấy bộc lộ cái bản chất rất là mê game. Mê game quá độ luôn. Em hay trách ảnh lắm, vô tâm, không chịu dẫn vợ đi đâu hết. Ở giờ cực kỳ ở giờ mà không thể chấp nhận nổi. Đi ngủ một mình mà rất là buồn vậy, mà anh cũng không hiểu. Phải để ý anh bọn tí, nhiều khi anh ấy không có hỏi là em cảm thấy thế nào hay như thế nào hết á. Nhậu về dẫn xe đó là lăn lên giường ngủ, không cần quan tâm đến mọi chuyện xung quanh như thế nào. Mỗi khi mà uống rượu vào rồi á, nói rất là nhiều, có thể một mình nói 2 tiếng đồng hồ. Xỉn quá, cái đang đêm ngủ cái nhìn cái tủ quần áo của em tưởng là nhà vệ sinh, quát lên anh chồng em dừng kịp. Nhậu xỉn xong rồi hay làm bèo, hiếm khi nào một tăng mới chịu ngừng. Hay như là còn người là còn nhậu, chị xã ham vui lắm, mỗi lần gặp bạn bè là chơi tới bến luôn à. Đánh bài á, cứ tôi cuối tuần là bỏ vợ ở nhà bơ vơ. Mỗi lần mà ảnh online lên mạng á thì chỉ coi đúng một cái diễn đàn đó là cái đàn gà tre thôi. Cưới nhau xong rồi mà anh vẫn cứ ham đá banh. Chồng em á, thứ nhất là đá banh, thứ hai là xem đá banh, thứ ba là coi tin tức đá banh. Cưới em về rồi anh thích đi câu cá nữa. Anh mê phim kiếm hiệp, cực kỳ mê phim kiếm hiệp. Anh đặc biệt rất rất thích chó, nhưng mà ngộ lắm. Chồng em vậy nè, không cho vợ đẻ mà cho cá đẻ. Lớn vậy mà có việc hình, nghiện bi da. Ngoài bi da ra nghiện gì nữa? Nhậu. Chị thích đánh trống. Sau đây thì Quốc Thượng xin tổng kết lại 5 tật xấu mà các ông chồng hay mắc phải. Đầu tiên, cái tật xấu trước nhất đó chính là mê gái. Thứ hai, đó là mê ghen. Thứ ba, đó là vô tâm lười biếng. Dĩ nhiên rồi, vô tâm lười biếng đó là tật xấu rồi. Và thứ tư, đó là ghê lắm, đó là mê nhậu. Và thứ năm, mê những môn giải trí mà một cách gọi là thái quá. Ví dụ hạn như là mê nuôi cá nè, mê nuôi chó nè, đặc biệt là đá banh mà bất cần thời gian, bất cần vợ nhà chờ đợi, gọi là mê những môn giải trí gọi là thái quá. Chị thấy em tự khai về em mà em hạnh diện, em sung sướng như kỳ vậy. Người ta đang liệt kê lại top 5 của các ông chồng trong chương trình, nhưng mà em có mấy cái trong đó. Em không có cái nào hết trơn. Thì công thề đi, tôi nói láo cho tóc tôi mọc dài đâu hơn. Sau khi á mà tiếp xúc với chương trình, được lắng nghe những cái tâm sự của người vợ yêu thương của mình và lắng nghe những sự sẻ chia kinh nghiệm của các cặp vợ chồng khác, thì rất nhiều những ông chồng đã giảm đi rất nhiều thói hư tật xấu của mình. Và đó chính là một cái niềm vui không chỉ cho các cặp vợ chồng mà còn là những người làm chương trình Vợ Chồng Son. Nhưng mà tuy nhiên nãy giờ là đang nói về tật xấu các ông chồng, đúng chưa? Vậy không, các bà vợ cũng có những tật xấu vậy? Thì lẽ dĩ nhiên thì bây giờ mới tiếp tục nè. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục coi 5 tật xấu của các bà vợ mà những đức ông chồng vô cùng mong muốn thay đổi. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi. Alo, chồng đang ở đâu? Mấy đang đi uống cà phê đó. Đi với ai? Đi bao nhiêu người? Chụp hình gửi qua Zalo cho vợ. Cực kỳ ghen luôn. Em đi chở 10 phút là điện đúng 8 lần. Hỏi đi đâu à? Gặp nhớ nào à? Muốn hốt chồng vậy không có cửa đâu kìa. Ghen lung tung, ghen bậy bạ. Bạn nữ ghen thì ok, mà bạn nam cũng ghen nữa. Dạ mới là ghen mà rất là dữ. Quà nè, bồ cũ tặng nè, mở ra coi. Em ghen ngược lại, quay qua thì thấy ảnh với em bé này đang nằm thì em thấy kỳ quá. Ghen với người yêu cũ, ghen với đồng nghiệp, rồi ghen với tổng đài luôn á.
hay nhai nữa. Cái việc cứ hay nói đi nói lại cái chuyện đó. Mẹ em nói nhiều quá. Nhưng mà nhiều khi nói nhiều thành nó dại. Ta thấy chồng mình nói vậy mình bớt nói một xíu, dằn xuống mình không nói. Còn này cứ không phải là tám giống như người bình thường mà là tám không biết đường ra. Vợ em á thì có tính đó là hay nói nhiều, nói dai, rất là dai. Mà mỗi lần nóng tính lên là nói chuyện nói sốc lắm. Thôi em bớt nói nhiều, em nhức đầu quá em chịu không nổi nữa rồi. Nó ăn dở kẹt à. Nói chung là thường là món chính là trứng thì gói. Mà phát hiện ra là vợ rất là lề mè, hậu đậu nữa. Cưới rồi á mới phát hiện nha, cô ấy rất là hậu đậu mà lại mau quên chứ. Sau khi lấy vợ thì mới biết lướt nhà không được, lau nhà thì lau nhà bằng chân thôi. Hậu đậu, vụng về. Ví dụ ăn cơm suốt ngày như rớt, bực quyền lắm. Vừa mở cửa ra em hút một phát một cái dằn xuống này. Giờ sao ông muốn gì em đánh không? Ông đập tôi đi, ông đánh thẳng cái tụi đi, hay là đập đi, em đập hết đồ đi, làm hết đi. Quay lại anh mới lại để mới đâu có thiện trời ổng. Cô này là chuyên gia, cái gì cũng cần nhận á, chuyện gì cũng la được hết á. Đi vô là cầm nguyên cái bàn của em nè, lật lên. Tưởng giờ ngủ rồi, cái đầu vô vợ nó có con câu à. Điểm gì anh? Lỡ gói trắng cỏ vậy đó. Quýt quýt người quýt bất sinh thái vậy đó. Vợ em mình hay khó chịu với cặc cọc cằn. Mỗi lần gây sự ra là cái tay hay là điện thoại là cái gì là đập bể liên tục. Không vào nhà và không ngăn nắp, về nhà đó là bê tha, nhà cửa là nó lùm thụp lắm, hậu đậu đoạn như rửa chén chụp có thì đập hình cái. Hôm em đi công tác 2 ngày về mà chèn vạt móc meo. Sau khi chúng ta coi clip xong, chị em phụ nữ chúng ta đã rút ra được 5 điều mà tất cả những quý ông muốn chúng ta thay đổi, đó là ghen, thứ hai càm ràm, nói nhiều, thứ ba vụng về, rồi hậu đậu, thứ tư nóng tính, rồi dữ dằn, thứ năm là lôi tôi và luôn thua. Hay quá, hay quá. Đầu năm mới mà nghệ sĩ Hồng Vân đã tự khai xấu về chính mình. Thôi, nói đùa thế thôi. Chứ chị Hồng Vân là một mẫu người phụ nữ, một người vợ rất là hoàn hảo. Năm điều mà chị liệt kê ra, chị không dính điều nào cả, chị dính 4 điều thôi. Nói đùa thôi mà, mặt lại nhiều quạo dữ vậy. Nãy chị cũng làm nhục em cho bộ. Không, mình làm cho vui thôi. Chứ thực sự mà nói thì cái gì nó cũng phải có sự tương tác, có qua có lại mới toại lòng nhau. Sau khi những đức ông chồng á tự thay đổi về bản thân mình thì lẽ dĩ nhiên những bà vợ trong 250 cặp vợ chồng son mà chúng tôi đã từng tiếp xúc thì các cô vợ cũng đã thay đổi rất nhiều. Chính vì vậy á mà cái điều mà chúng ta cần chia sẻ tâm sự ở đây á là những người chưa tham gia chương trình, những người chỉ có theo dõi chương trình qua màn ảnh truyền hình á, chúng ta cũng tự xem lại mình có trong top là 5 cái điều xấu đó hay không, để rồi chúng ta tự chỉnh chu bản thân mình để làm cho cái gia đình nhỏ của mình hạnh phúc hơn nữa. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn là như vậy. Và vừa rồi thì chúng ta đã xem 2 clip nói về clip đầu tiên là nói về các tật xấu của các ông chồng mà các bà vợ muốn thay đổi, và clip thứ hai đó chính là các tật xấu của những bà vợ mà những ông chồng muốn thay đổi. Và chúng ta sắp sửa sẽ bước sang một clip thứ ba, clip này hết sức đặc biệt, đó chính là gì? Cách quản lý bá đạo của các bà vợ dành cho các ông chồng. Xin mời quý vị hãy vào xem clip. Tật xấu của bạn quản lý tiền của chồng hay lục lọi. Mẹ chồng có nói á là một ngày con chỉ phát cho nó bao nhiêu đó tiền thôi. Quá kẹo luôn, em xin thêm gán 700 đi em, không là không. Mỗi ngày phát ra 50 đi làm. Tin nhắn lương vừa tới tít tít là vợ em tịch thu hết. Chuyên gia lục bóp với lại thấy tiền lẻ đâu đâu là lụm hết. Em đi làm ra là khoảng 5:30, là 6 giờ em chưa về tới nhà là bao điện. 5 phút gọi 1 lần, 5 phút gọi 1 lần. Mỗi lần em đi nhậu á, thế giờ 7 với 7 8 giờ á, gọi điện gọi lần 20 cuộc, gọi liên tục luôn. Em biết là đi nhậu với bạn nên em kêu thôi anh gọi FaceTime đi để em coi ở đó có ai. Đi làm về mà để điện thoại xuống là canh lại bóc coi. Em đi chơi bình thường không mà hỏi đi với ai, đi mấy giờ, đi ra làm sao, có đi với gái không? Cấm bén mạng lại gần phụ nữ từ 8 tuổi đến 80 tuổi. Không có muốn chồng em mất mặt với bạn bè. Rồi cái xong lên xe ra về của em im. Em đợi ảnh thôi, có muốn gì nói gì với em. Hôm đó em vô tình đọc được cái tin nhắn của ảnh là hẹn chủ nhật đi uống cà phê. Lưu lại số đây nói chuyện riêng với bé đó. 12 giờ là anh sẽ đi uống cà phê với bé đó. Em định treo nón bảo hiểm ngay xe thôi. Em suy nghĩ sao? Thôi ức ức quá, lên luôn. Coi lại tự nhiên thấy mình cũng tự hãnh diện. Công nhận phụ nữ mình siêu phàm thiệt chứ. Quản lý các kiểu luôn. Đầu tiên là quản lý về tiền bạc. Đúng rồi. Trường hợp thứ hai đó chính là quản lý thời gian. Tức có nghĩa là gọi điện thoại kiểm tra coi giờ này đang làm cái gì, ăn làm sao, uống làm sao, ngủ nghỉ làm sao. Một cái quản lý nữa mà theo chị đó là gì? Kiểm soát về quyền riêng tư. Có nghĩa là kiểm soát về tài khoản cá nhân nè. Rồi email nè, rồi Facebook nè. Nói chung là những cái gì thuộc về cá nhân. Chưa hết, theo em thì còn một cách quản lý này mới ghê nè. Theo dõi quản lý thông qua gia đình. Đó, tức nghĩa là nhờ những người thân. Cũng như theo dõi một cách mà rất là tế nhị, rất là
nghệ thuật nghe chị. Mà nếu chị thì chị sẽ chọn cái phương pháp mà gọi là quản lý một cách ngọt ngào á. Quản lý ngọt ngào là sao chị? Gọi là lạt mềm buộc chặt á. Mình cứ nhẹ nhàng say đắm thôi. Nhàng say đắm mà ghê lắm. Đó thì mình cứ nhẹ nhàng mà rất là hiệu quả đúng không? Đó. Trong 250 cặp vợ chồng, hai chị em mình đã từng ngồi trò chuyện với họ thì rõ ràng thấy có những cách quản lý của các cô vợ dành cho các ông chồng thì phải nói là có những câu chuyện hết sức là buồn cười. Có nhiều khi á, mỗi một cái cách lại phù hợp với một hoàn cảnh gia đình vậy mới lạ. Tại vì chắc chắn là trong cái cuộc sống vợ chồng thì không ít thì nhiều á, luôn luôn có một cái sự chiếm hữu nhẹ. Chỉ có điều ở đây á, là các bạn nên tham khảo cái cách nào là cái cách phù hợp nhất cho cái gia đình của mình và cho người chồng của mình. Mọi người nếu mà đã xem tất cả những cái hoàn cảnh của 250 cặp vợ chồng mà chúng tôi đã từng tiếp xúc á, thì quý vị sẽ thấy là không một gia đình nào giống gia đình nào hết. Đúng vậy. Mặc dù là cái nguyên tắc chung yêu nhau, tìm hiểu nhau, lấy nhau rồi có những cái đổ vỡ, những cái thất vọng về nhau, nhưng mà với cái chương trình của chúng tôi á, có một cái điều đặc biệt là như vậy nè. Có nhiều khi á, con dâu không thể nói được cái tình cảm của mình hoặc những cái điều mà mình muốn nói với cha mẹ chồng, hoặc ngược lại con rể không thể nói được cái điều mình suy nghĩ đối với cha mẹ vợ. Hoặc là vợ chồng có khi là ở nhà không thể nói được với nhau, nhưng mà khi lên với chương trình á, thì các bạn đã có thể chia sẻ được với nhau tại chỗ, hoặc là thông qua cái màn hình nói được những cái lời nói yêu thương hoặc là những cái câu xin lỗi đối với cha mẹ chồng hoặc là cha mẹ vợ của mình. Có những lần mà cả tôi cả Thuận đều phải rơi nước mắt với cái sự sẻ chia của những cặp vợ chồng son ngay tại phim trường này. Sáng nay con cũng muốn xin lỗi bố mẹ, nếu mà con có làm gì sai á thì bố mẹ cứ dạy con như là con đẻ trong nhà. Đúng rồi. Con cũng mong là bố mẹ con thật nhiều sức khỏe. Thời gian vừa qua cảm với chị em, anh em con cũng có nhiều cái lỗi bố mẹ. Chúng con chưa quan tâm với bố mẹ nhiều. Đây là lần đầu tiên con mạnh dạn con nói lên. Con muốn nói với bố mẹ rằng là chúng con có lỗi gì bố mẹ bỏ qua chúng con. Ngày hôm nay chúng con có tin vui là bố mẹ sắp có cháu nội. Bố mẹ hãy cùng chúng con chung vui cái niềm vui này. Mẹ con rất là thương mẹ. Với lại con nghe anh Dương kể rất là nhiều chuyện của mẹ và cái sự khó khăn của mẹ. Con thấy nó là tấm gương để mình có thể cố gắng ở trong cái cuộc sống gia đình. Và hy vọng là sau chương trình này về, mẹ với con có thể nói chuyện được nhiều hơn, chia sẻ được nhiều hơn. Hy vọng là sẽ tốt hơn nữa. Con rất là muốn cho mẹ bế cháu rồi. Con thật sự từ mẹ nó nhiều. Nhưng mà con không thể nói được. Nãy em đọc tâm thư của vợ em gửi cho em. Happy birthday ông xã. Em viết những dòng này khi chỉ còn vài tiếng nữa là đến ngày đến giờ sinh nhật của anh. Bước vào tuổi băm rồi đấy nhé. Có gia đình rồi đấy nhé. Làm ba rồi đấy nhé. Em thích nhất những lúc anh cười, những nụ cười vô tư và thật lòng đó anh ạ. Em thích nhất những lúc anh trêu chọc như trẻ con. Những lúc ấy em thấy anh thật đáng yêu. Em không thích những lúc anh lầm lì lì suy nghĩ, vì những suy nghĩ rối ren của anh luôn làm em khổ sở nhìn theo. Anh ạ, con đường phía trước còn dài và nhiều lắm. Những lúc khó khăn em chỉ mong anh thật luôn qua lạc quan, đơn giản, suy nghĩ và gom góp đong đầy hạnh phúc. Với em thì anh vẫn là món quà lớn nhất và đầy ý nghĩa. Thật ra cái tính của em này nó cũng hay hay lung tung thôi, chứ thật ra thì gia đình em thì vẫn là cái chết. Em cũng rất là hạnh phúc, rất là vui. Cái điều mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất với những người làm chương trình, bởi vì chúng tôi vừa làm được một cái điều gì đó hết sức ý nghĩa. Chúng tôi giống như là một sợi dây, một chiếc cầu để nói những yêu thương của người vợ và người chồng lại với nhau, hoặc là cả vợ chồng với gia đình chồng hoặc gia đình vợ lại với nhau. Và thay mặt cho chương trình, chúng tôi mong muốn rằng là tất cả các vợ chồng ở trên toàn nước Việt Nam, chúng ta hãy yêu thương nhau và sẵn sàng hãy nói những lời yêu thương và dành những gì trân trọng nhất đối với các người bạn đời của mình. Mà bên cạnh những giọt nước mắt và những cái cung bậc cảm xúc như vậy á, thì chúng tôi lại có những cái tình huống mà những cặp vợ chồng son họ đem lại á, nó vui tươi mà nó thoải mái, mà nó có những cái câu chuyện mà tưởng là chỉ có trên phim ảnh hoặc là trên sân khấu thôi, nhưng mà thực sự là nó có ở ngoài đời rõ ràng. Mà đến nỗi mà Thuận là té ghế bao nhiêu lần, và thậm chí là có rất nhiều những cái tình huống để chúng tôi đưa vào những cái sitcom về các cặp vợ chồng son trong tương lai đây á, là quý vị hãy chờ đợi để mà theo dõi. Và bây giờ thì xin mời quý vị hãy theo dõi lại clip mà các cặp vợ chồng đã được khán giả yêu thích và được khán giả xem nhiều nhất trên kênh MCV TV trên kênh YouTube. Em ở bển cái có một chị bạn chỉ nói là ê, tham gia chương trình này vui lắm, hai đứa bay lên nói xấu nhau đi. Đưa tay, đưa tay cho Kiều nắm cho, cái anh đưa nắm, tim anh đập bóp 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 bóp.
gần tới nhà rồi. Cái chị mới khát nước, chị nói tóc vô uống nước mía đi. Cái mình cũng vui vẻ, kêu vô nước mía em ha. Cái vô nước mía, cái mà nước mía bà thấy cái thùng đồ nó muốn rớt. Em thùng đồ nó rớt kìa. Cái quay qua nói bà biết rồi. Cái bà kêu không rớt kìa, nó móc vô lại đi. Tôi nói biết rồi là bán nước mía đi. Cái uống nước mía xong về nhà cái mặt nặng nhăn cái nói đi chơi vui vẻ được thì vui vẻ đi. Tự nhiên nhăn nhó gì cái bắt đầu cái nói ra cái gì giờ mày bụng ba đó luôn, bụng ba đó luôn là phá banh nước mía à. Sau khi mà về thì ảnh hay ta chửi, nhưng mà mỗi lần ảnh đi nhậu vậy nè, giờ muốn gì làm gì vậy, hỏi em mà hỏi chổng không mà cái em á gì vậy đó, đóng vai ông nội. Em hỏi bộ đóng vai ông nội. Cái lộn em ghét ảnh uống rượu, ảnh uống rượu vô cái là ảnh giống như là ông nội em vậy chứ. Dạ. Trời ơi béo ụt ịt thế này rồi là trông em nhìn nhìn như heo bụng gì mà bụng toan dặn ra chứ. Rồi là ôi ơi bao giờ mình mới lấy được Hồ Hồng Hải với Tăng Thanh Hà thế này thế kia. Em nói với vợ em ụt ịt như heo ấy, em nói là đùa thôi. Chứ còn vợ em đối với trong mắt em ấy, thật sự lúc mà có bầu ấy, vợ em đi làm em đi đón thì giống như một cái thiên thần hình quả bóng đang lăng xuống bên cạnh em đấy, em cảm thấy rất là lãng mạn. Thôi em nghe tin vợ em có bầu em lấy chồng, em bảo em chạy 3-4 ngày mới dám về nhà. Vừa chạy xe về em vô em thấy vợ em đứng đó, em vừa nhìn em cười em ngó lại em thấy con bé đó đứng đó luôn, em bỏ em chạy về nhà em đóng cửa lại. Em chui vô toilet em tắt điện em trốn kỹ em đó. Đi chơi đâu bắt em mà cái quần đùi đến đây mà hai cái chân nó chút xíu. Thôi hiểu anh. Mang dài không cho mang, mặc quần dài không cho, bắt em mặc cái áo thun với cái quần đùi vậy. Nhiều bữa em mai vợ em đi làm không là em ở nhà em mặc đồ em mang dài em đi chơi. Mà em đi em mai ví dụ em hỏi chừng hỏi mấy giờ, vậy? Mấy giờ em hụt về. Vợ em nói 9 giờ là em lo em phóng về trước. Em cắt tiền chỗ nào còn biết được đấy. Nhiều bữa em ghét em ngủ em đem cái bóp lên em bỏ trong túi quần khuya chị nhẹ em bờ quá chị bờ qua chị rút ra cái em nhớn qua lại cái chị nằm im mấy hồi em chạy đòi em nhắm mắt là chị mở ra chị đếm em mở mắt ra em gãi ra chị thụt xuống thì nằm im. Cứ mỗi lần mà em chạy đòi em vô tôi lấy bỏ cái bóp đó em ra ngồi là ở trong đó là nghe sẹt sẹt rồi. Em ngồi đi, cặp này đẹp đôi quá à. Trước tiên thì xin mời hai bạn đi. Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em xin chào MC anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Dạ. Và xin chào tất cả khán giả đang ở trường quay của vợ chồng Son. Ừ. Em xin tự giới thiệu. Em là Lê Minh Khoa. Thì em đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. À, Hải Phòng. Hải Phòng. Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng. Rực trời Hoa Phượng Đỏ đó. Dạ. Ủa em giờ năm nay em nhiêu tuổi rồi? Em 39. À, 39, ở khoa làm ngành nào? Em kinh doanh bất động sản. Em tên là Khoa nhỏ tuổi hơn em đúng không? Nhỏ hơn em tới 4 tuổi. Bởi vì nãy mới ra là chào bạn liền đó. Tại vì thấy sắp sắp rồi đó. Sắp sắp ngang nhau. Rồi, xin mời em. Dạ, em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Và chào tất cả khán giả của đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em là Nguyễn Hằng. Em cũng... hiện tại em đang ở Hải Phòng và công việc của em là chuyên phân phối về mỹ phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Dạ, năm nay em 34 tuổi. Dạ. Hằng là một cái gương mặt rất là thân quen và rất là hot trên Facebook đúng không? về mỹ phẩm của em. Dạ. Em có được một phút để giới thiệu về sản phẩm của mình á, mời em. Em kinh doanh cái sản phẩm đó là như thế nào? Dạ em thực ra thì em cũng cái này đó là cái duyên ấy ạ. Tự dưng là cái nghề của mình nó tự dưng nó tìm đến mình. Ừ. Trước thì em kinh doanh rất là nhiều các cái mặt hàng khác nhau, nhưng mà nó là cái duyên đến với em, nó là cái khi mà gia đình mình ấy có người bị bệnh là dùng cái những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thì cái đấy nó là cái mà gia đình của mình có cái người khỏi bệnh, thì sau đó thì mình mới làm những công việc đấy, thì mình thấy rằng là cái đấy nó ý nghĩa quá. Khi mà mình vừa làm mà mình vừa được, tức là mang giá trị lại cho những người khác, thì đấy là cái nó là cái duyên của em. Thì hiện tại bây giờ thì công ty của em hiện tại đang là có gần 70 sản phẩm riêng của công ty em. Em đợi xíu. Dạ. Anh Thanh đang bị trục trặc. Hãy trong này à? Khoa vô rồi nào? Em vừa hôm qua. Sân bay có bị kẹt không? Sân bay có đông không? Không bình thường. Sân bay em vào trong tầng sân nhất á, có bị em thấy đông không?
đông á, đông á, nó cũng đông nhưng mà không phải không hôm, cách đây hai hôm là ngoài kia kẹt cứng. Sao kỳ vậy? Chỉ có đường lúc mình di chuyển đến sân bay về. Sao không, cái mùa này là Việt Kiều năm nay về nhiều lắm, lắm. Kẹt Việt Kiều năm nay là người ta nói cả 150.000 là một ngày á. Ờ, nhưng mà về cả triệu mấy người luôn đó. 150.000 em nói là một ngày á. Em tưởng tượng là 150.000 thôi. Cho nên là dễ bị kẹt. Nhưng mà đó là bên quốc tế thôi, bên quốc nội đâu có gì đó. Kẹt cứng luôn. Thì lúc đó em có từ hai hôm trước về khách sạn thì nó mới tắt đường rồi. Trời, đường phố Sài Gòn mà bây giờ 6 giờ mà 6 giờ 15 chị đi nó cũng kẹt. Chị biết rồi, trời ơi, kẹt cứng cừng cừng luôn. Cái đường Phạm Văn Đồng mà trời ơi, nó bự vậy đó mà 4 năm lần là xe. Chị phải đưa con Miếng Ngô đi học á. Thì đó, sáng chị phải đưa đi học xong rồi. Nhưng mà ngày thường thì sao? Thì cũng vậy. Ok. Nó lớn rồi sao để không, thằng Phú, nhưng mà chị đi quay chị phải đi theo nó chứ không đường phố đường vòng về còn chết nữa. Chết nữa. Ừ. Rồi. Rồi đang là cái duyên. Em nói đang là cái duyên để có 70 sản phẩm gì đó. Thì thực ra đấy, cái nghề của mình nó là cái duyên ấy. Tức là từ trước giờ em kinh doanh rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng mà khi cái này nó là cái duyên, mà khi mà nhà em có người bị có vấn đề, bị bệnh ấy, thì mình biết đến những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, thì cái người nhà của mình khỏi bệnh. Thì sau đó thì mình tự dưng, tức là mình tự dưng những cái sản phẩm tốt nó cứ tìm đến mình ấy. Tự dưng là nó cứ tìm đến mình ấy. Và sau khi mình thấy rằng là mình làm những cái ngành nghề khác rồi, nhưng cái này là nó đem lại giá trị cho mọi người, thì là mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn. Thế là em mới chuyển sang cái ngành nghề này. Thì công ty của em thì cũng được, hai vợ chồng cũng được 8 năm rồi. Thì hiện tại là công ty em có gần 70 sản phẩm của công ty, vừa là mỹ phẩm và vừa là thực phẩm chăm sóc về sức khỏe. Dạ. Tốt rồi đấy. Và cái sở gần ở công ty em là vì sức khỏe, tương lai người Việt. Nên là lúc nào mình cũng mong muốn là mang những cái sản phẩm tốt nhất và ưu việt nhất như tất cả những cái. Vậy là, cái năm nay á, là bất động sản là coi như là tạm thời đứng yên đứng chỗ yên. Đặng phụ với năm vợ thôi đúng không? Mình sang mỹ phẩm và thực phẩm sức khỏe. Đúng rồi. Đó, cái gì có thể đứng yên nhưng mà sức khỏe thì lúc nào cũng vậy, cũng phải cần được chăm sóc. Chăm sóc, đúng nó đi lên ạ, không thể nó đi xuống. Rồi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian lại đi. Bây giờ kể cho anh Thuận cũng như là chương trình biết là cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau. Và lần đầu gặp thì có ấn tượng gì về nhau? Thì cơ duyên gặp nhau thì là em biết Hằng là qua một cái bà chị ấy, bà chị đã chơi với ông anh, ông anh ấy lại chơi với em. Thế là qua đấy thì em biết đến Hằng. Thì Hằng là ở trên Hà Nội, sinh sống ở trên Hà Nội, em ở dưới Hải Phòng. Thế là Hằng cuối tuần thì hay ở trên Hà Nội về Hải Phòng chơi với bà chị. Thế là mới chắp đối cho gặp nhau đó đúng không? Coi như bà chị chơi với ông anh anh của em, thế là coi như đi đâu đi bốn người thì tự động thì phải yêu thôi. Nhưng mà đầu tiên em gặp anh này là em có cảm mến liền không? Tức là anh ấy giới thiệu, anh bảo là anh có một thằng em đẹp trai lắm, giám đốc công ty đẹp trai lắm, nhưng mà thằng này nó lạnh lùng, nó vô cảm, nó không như anh em mình. Kiểu như thế thì em cũng muốn gặp. Thế thì khi mà gặp thì em cũng thấy công nhận là lạnh lùng vô cảm thật. Được cái là đẹp trai, công nhận là nhìn cái đẹp trai, nhưng mỗi tội là kiểu lúc nào cũng đúng là ít nói, nhưng kiểu lúc nào cũng tóm lại là kiểu như là lúc nào cũng kiểu như không cần đàn bà ấy. Thì ngày trước thì lúc mình còn trẻ thì lúc nào cũng thích các anh thì phải săn đón nọ kia, nhưng gặp anh này thì anh ấy khác, thì anh khác kiểu như nào cũng ta không cần đàn bà cái kiểu như thế. Nhưng mà lúc đó là Khoa là trong tình trạng như thế nào, có bạn gái hay là đang một mình? Lúc đó thì em có bạn gái ở Hải Phòng. Có bạn gái. Thì bên là ông có rồi, cho nên là ông gặp gái khác thì ông lạnh lùng là chuyện bình thường đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà cái style là vậy. Người anh mà ăn lê đó. Phát tỉnh ăn lê. Nhưng mà lần đầu tiên thì mình không ý định là quen hoặc là tán tỉnh với bạn ấy. Hằng ấy, nhưng mà gặp đầu tiên thì trông xinh, ngon, eo nhỏ, hơi bị hút đấy. Mông thì lại cong như bò ngựa luôn đấy. Mình lại rất thích người phụ nữ như thế. Thì em có một bạn gái ở Hải Phòng và bạn này trên Hà Nội, cũng có một bạn gái nữa ở trong Sài Gòn. Như vậy là cô ấy có thế sức là đó. Thế là cùng một lúc em bắt cá ba tay luôn. Hải Phòng, Hà Nội với cả Hồ Chí Minh. Đấy, Hải Phòng, ba nơi luôn. Ba nơi có Đà Nẵng hay là không có, thì ba thành phố. Có nghĩa là có ba cô bạn gái ở ba thành phố lớn. Ba thành phố lớn. Đó. Rồi sao? Rồi có làm quen với cô, có tỏ tình với cô không? Thì em chưa tỏ tình. Em mà em nhờ ông anh để nói chuyện với bà chị xin số điện thoại của Hằng. Nhưng mà Hằng gặp ảnh là Hằng có thích liền không? Thực ra em gặp thì em nhìn em cũng
thích xinh đẹp dai, nhưng mà em ghét cái kiểu là cứ cái kiểu mà cứ cái kiểu lơ lơ mà có như lơ 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 là em rất là ghét. Nên là khi mà em gặp thì mình ấn tượng là cái thứ nhất là em thấy rằng là anh này anh đẹp dai thư sinh. Ngày xưa anh em bây giờ lấy vợ tăng hơn 10 cân. Chứ ngày xưa kiểu gầy gầy ấy, xong rồi mắt nó ướt. Mà tóc thì để rậm chứ không để như bây giờ. Thế nên là trông rất là đẹp dai, công nhận. Nhưng mà có một cái điều gì đấy, tóm lại là em nhìn cái người đàn ông này có cái gì đấy em cái đôi mắt rất là buồn. Và nhưng mà người ta rất là lạnh lùng. Và cái vấn đề là khi là tức là em mới gặp thì em không nghĩ là em yêu. Em không nghĩ là yêu. Thì về anh này thì ngày nào anh cũng nhắn tin. Anh nhắn tin liền tù tì 7 ngày. 7 đến 10 ngày. Nhắn tin ngày nào cũng nhắn tin. Thế là sau bẵng đi tầm 1 tuần không nhắn tin nữa. Chiêu em... chiêu đúng không? Đúng rồi. Cái này là chiêu của mấy ông đàn ông á. Để thả rồi, thả ra sau đó tạo thói quen á. Đó, phụ nữ mình chết vì mấy cái thói là quen vớ vẩn đó đó em. Chắc chắn là sau đó 7 ngày là cô này sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Tại sao ABCD? Thực ra lúc đấy thì em cũng rất là nhiều các anh cưa chứ không phải là không có. Nhưng mà khi mà có một cái không anh nào là ngày nào cũng cứ tầm mấy giờ sáng là nhắn tin em ăn sáng chưa hay em đang làm gì đấy. Tóm lại là trời lạnh nhớ mặc áo ấm nha. Rồi tới buổi trưa em ăn trưa chưa? Nhớ đừng có để bị đói bụng nghe chưa? Rồi buổi tối nhắn nữa, nhắn hoài luôn. Tạo một cái thói quen á, thói quen hư hỏng cho mình á. Xong đến khi ngưng lại một cái là em khó chịu đúng không? Đúng rồi. Rồi sao nè? Rồi sau đó em làm sao? Thế là em mới nhắn 7 ngày anh ấy không nhắn tin, em nhắn tin lại. Thì anh ấy tức là lúc ấy thì nghĩ gì anh? Lúc anh ấy nghĩ gì? Nghĩ là cá đã cắn câu rồi. Nhưng mà chị biết chắc chắn là khi mà em câu là em biết con cá này sẽ cắn đúng không? Em rất là tự tin trong việc đó. Có tự tin không Khoa? Thực ra thì em cũng không khẳng định em tự tin. Tại vì lúc đấy là con người em thì em thích làm việc. Đấy, còn cái việc là có bạn gái không thì đấy là một cái niềm vui cho mình. Bên cạnh cái thời gian mình dành cho cái việc lao động kiếm tiền. Thế là nếu như mà mình nhắn tin cho bạn và bạn trả lời lại được thì nghĩa là bạn ok, là bạn đã có dành tình cảm cho mình. Thì cũng đấy là một cái niềm vui cho mình, còn không thì thôi không sao. Tại vì mình cũng có hai bạn gái rồi. Thế sao em phải xài chiêu làm gì cho khổ thế? Dạ. Thế tại sao em thì vì, tại vì... được hay không được, gọi là được thì tốt mà không được thì cũng không được. Bắt buộc là phải được. Tại vì em biết là bạn này cũng rất là nhiều anh tán tỉnh. Thế là mình phải có một cái chiêu thì nó là cái sự khác biệt. Đó. Đấy, chứ nếu mà mình cứ săn đón thì lại giống như cái người đàn ông khác thì đó, chưa chắc bạn ấy để ý. Ý chị nói á, là có nghĩa trong đầu em á, là em đã nhắm là em phải quen với bạn này rồi thì em mới mất công em xài chiêu như vậy. Chứ còn nếu không thì thôi, cứ nhắn theo kiểu ngoại giao thế thôi. Nếu mà thích anh thì nhắn lại, không thì thôi. Còn đây là phải 7 ngày liên tiếp em à. 7 ngày liên tiếp mà lại nhắn, may mà không nhắn nhầm ấy. Nếu con nhắn bên Hải Phòng mà nhắn bên Thành phố Hồ Chí Minh mà nhắn gọi nhầm, tên nhầm nữa. Thì có mà chết. Ủa nhưng mà là em có suy nghĩ và em có nghi rằng là bạn này là bên ngoài cũng có nhiều cô không? Tức là cái lúc đó. Vâng, cái đợt là mới quen ấy thì là em chỉ nghĩ một điều rằng là nếu như mà anh này anh ấy cũng có nhan sắc này, công việc ok này và lại sống một mình nữa thì em nghĩ là chắc chắn rất là nhiều người yêu. Nhưng mà thực ra ấy, là em chỉ nghĩ rằng là quan trọng cái người này người ta có xứng đáng với mình hay không. Mình có, tại lúc đấy em 25 tuổi rồi thì em nghĩ rằng là một là cái người này mình không phải cái tuổi để mà đi yêu một người mà tự dưng gọi là cái trò chơi nữa. Bây giờ đến với cái người này là mình phải xác định là người ta là chồng mình thì mình mới đầu tư thời gian. Còn không thì thôi. Chứ còn thực ra em cũng đoán là anh này rất là nhiều cái đối tượng đấy là chuyện bình thường. Đúng ạ, nếu có điều kiện tốt thì chắc chắn là sẽ có nhiều người yêu thì là bình thường. Với em thì em không có cái gì mà em mấy cả. Mà sau này khi là yêu nhau rồi thì bắt đầu mới phát hiện ra là anh này có mấy người yêu liền. Đó, thì là cái vấn đề phát hiện như nào thì một chút nữa kể. Rồi, bây giờ anh rất quan tâm đến cái việc là bao lâu thì hai bạn mới chính thức là quen nhau. 6 tháng. Nghe kể từ 7 ngày, sau 7 ngày mà không nhắn tin đúng không? Vâng. Là 6 tháng sau là mới quen. Tức là anh này anh quen thì anh ấy cứ suốt ngày anh ấy thả tin nhắn như thế thôi. Xong lúc nào anh rảnh thì anh ấy chơi cái kiểu này. Ví dụ như chẳng hạn như là em cứ đang ở nhà thì anh cứ nhắn tin cho em, anh hỏi là em đang ở đâu đấy, em đang ở nhà thì em bật cho anh cái máy sấy ở nhà xem nào. Cái máy sấy ở nhà. Hoặc là ví dụ như đang nhắn tin với em thì là cứ nhắn tin là anh đang đi làm, anh thế này anh này kia các thứ, xong rồi cứ hỏi em đang ở đâu và em đang ở nhà thì em làm này làm kia, xong đùng phát thì anh ở Hải Phòng mà đùng phát anh bấm chuông dưới cửa anh mà anh đang ở dưới nhà này. Có những hôm em đang ở nhà với cả bạn em thế anh ấy thì em bảo em đang ở mình,
Thế anh ấy bấm chuông cửa rồi may với con gái hay con trai chết. Anh kiểm tra đột xuất. Anh này anh ấy rất là hiểm nhá, hay kiểm tra đột xuất. Có nghiệp vụ của cảnh sát hình sự á, hay kiểm tra đột xuất. Chiêu mà, chiêu ổng mà. Đấy, hay kiểm tra đột xuất. Xong là cứ bắt đầu em ở đâu thì bắt đầu là chứ. Ví dụ ở nhà thì em bật cho anh cái máy sấy hay em cho anh xem cái này xem cái kia. Đấy, xem nó có ở nhà không. Nhưng mà sau tức là 6 tháng sau tụi em chính thức quen nhau thì đến bao lâu thì em phát hiện là ảnh có những người con gái khác? Đó. 6 tháng quen nhau thì bắt đầu phát hiện là như này, cái hôm đấy bạn của anh ấy dắt một cái người bạn ở Hải Phòng lên thì cái cô là con gái. Thì cô tự dưng cô bảo với anh là anh đã nhìn ở trên Facebook em nhảy căng làm sai chưa? Thì mặc dù em không hề biết Facebook của anh này, anh không nói nữa thì Facebook. Thế là em thực ra để mà nói là em phụ nữ mà giác quan thứ 6 ngay. Thế em bảo là ô tại sao không cho mình biết Facebook? Nhưng mà em thế là lúc đấy cô ấy, lúc ấy cô ấy ăn mực, cái cô bảo là chị rất là đi vệ sinh với. Thế là lúc là em rất cô đi vệ sinh nhá, nhìn mặt anh này lấm lép không hiểu là sẽ hỏi cái chuyện gì ấy. Thế xong em thì em cũng không hỏi chuyện gì cả, em không hỏi chuyện gì cả. Nhìn mặt tự dưng lúc đấy là tự dưng là mất tự nhiên rồi, đổi sắc mặt lên. Đúng rồi, kiểu gì nghĩ em là chắc là sẽ hỏi là Facebook là gì vào điều tra đây. Nhưng em không hề hỏi gì cả. Thế em hỏi là anh có Facebook mà tại sao không cho em biết? Thế là anh bảo chưa thì người yêu cũ của anh ngày trước ấy thì là anh cũng không tức là anh không muốn cho em biết ấy. Thực ra giờ cũng không có cái gì nhưng anh không muốn cho em biết. Thế bảo chứ anh sợ em hỏi người ta là Facebook của anh là cái gì các thứ đó kia, em không hề hỏi. Nhưng mà em tìm quá trời, em tìm mấy ngày mới ra Facebook của anh này. Rồi. Thế ra Facebook thấy ra Facebook là như này, tức là ngày xưa anh ở một mình thì ở nhà anh ấy có một cái bức tranh ông thần tài thêu tay. Thế thì em mới tìm Facebook của anh này, em tìm ra rồi, nhưng em tìm tất cả danh sách bạn bè với em tìm hết ảnh, không có một ai nghi ngờ cả. Nhưng em tìm hết cái danh sách các cô gái em vào xem Facebook thì có một cô. Thì cô ấy lại có là ghi là tác phẩm đầu tay thì lại là cái ông thần tài mà theo ấy. Theo nhà anh này. Đúng, thế thì em ấy tìm ra là nhà cô ở chỗ này, cô này cô bán cái này cái kia này, em tìm ra hết xong cô còn có mụn ruồi ở đây. Em tìm hết nhá, thì em không hề nói. Và ngày xưa là anh này anh ấy có một cái xe đạp điện bò điên. Thì là ở cái xe đạp điện bò điên ấy thì nó lại có một cái con rùa. Chìa khóa con rùa, thế em nhìn một phát em nghi ngờ mà chứ. Tại sao mà đàn ông mà lại có cái chìa khóa con rùa này? Suy luận. Em suy luận, thế là em theo dõi, em ngầm theo dõi cái Facebook cô đấy. Hai hôm trước em vừa xuống Hải Phòng chơi xong. Thì hai hôm sau em thấy cô đăng lên Face là cô ấy đi cái xe đạp điện đấy. Thế là chụp cái ảnh cái xe đạp điện ấy cũng có cái chìa khóa con rùa đấy. Thì bảo thôi chết rồi, ông này là bắt cá, ông này vẫn còn quan hệ với cái cô bé đấy. Thế xong em bắt đầu em xuống đấy em bắt đầu chơi chiêu. Tức là em mới xuống đấy một cái là em bắt đầu em chụp ảnh tất cả cái góc nhà của anh này, toàn là lao giường ngủ này, lao là bể cá hay lao là salon. Em chụp ảnh xong hôm anh này say rượu. Thế là em say rượu xong rồi em mới chụp, em bắt phải chụp với em. Tức là coi như là kiểu như là đấy là một cái chuyện vô tình, nhưng nó là một cái gọi là không thể lỡ được. Bắt đầu đăng lên Facebook luôn, thế là mặt biến sắc luôn. Anh chưa muốn công khai. Mới cả người yêu anh vừa bỏ thì tự dưng đăng này nó không hay. Thế em bảo là thế em là cái gì của anh? Nếu mà anh còn tình cảm với người ta anh đừng đến với em nữa. Còn em yêu em mà muốn công khai. Thế là em bắt phải đăng lên xong bắt đầu là thế là người yêu mới lồng lên. Trời ơi, cái cô đấy mới lồng lên nhá. Cô đấy mới lồng lên xong bắt đầu là tức là hôm ấy, tức là trước khi đấy thì em cũng gọi điện cho anh này rồi, em bảo là tức là em gọi là em biết rằng là người yêu anh nhà ở đâu. Cô ấy bán cái gì? Nhà ngõ bao nhiêu? Có nhiều biết hết á. Rồi bên này, đúng rồi, số điện thoại bao nhiêu luôn em biết luôn. Thế là anh đánh sợ quá em mất, anh phải lựa chọn giữa em và cô gái đó. Còn nếu như anh cảm thấy anh mà có tình cảm với cô gái đấy thì không đừng tiến đến với em. Còn em hôm cái cô đó cô đến có làm gì em? Không, cô không làm cái gì cả. Nhưng mà anh này anh vẫn qua lại với cả. Thôi giờ chuyển nè, qua bên đây. Thời điểm đó em giải quyết làm sao? Em lý do gì mà em lại chọn cô này bỏ cô kia? Thì lộng lý do thì thứ nhất là cuộc sống của em sống một mình. Nghĩa là bố em thì mất từ hồi em học lớp 9. Nên mà em thì cũng ốm. Ba bị bệnh, nhưng mà bệnh bị liệt nửa người. Thế là em sống mình với em. Còn chị gái em thì lấy chồng như Hà Nội. Thế là mình sống cuộc sống là phải tự lo mọi thứ. Thế còn tất cả những cái vấn đề mà mình yêu ấy thì nó một cái gì đấy như em vừa nói với chị ấy. Nó niềm vui cho mình sau khi những cái công việc mà hàng ngày nó mệt mỏi gì đấy cũng niềm vui cho mình. Thế mình cảm thấy nó cuộc sống nó happy. Thì cái bạn gái cũ ấy thì bạn cũng rất là trẻ. Bạn ấy kém em cũng rất nhiều tuổi.
Nhưng mà cuối cùng là em mà tại sao em lại chọn đấy? Tại đấy. Dạ vâng. Thế vì cái câu chuyện thì bạn ấy còn trẻ, thế là về cái suy nghĩ của bạn ấy nó chưa được sự chín chắn. Nhưng mà bạn Hằng này thì bạn ấy hơn bạn này về cái sự chín chắn trong suy nghĩ. Nên là bạn cũng rất là đảm đang, lâu lướng mọi thứ rồi chọn một cái rất là ok. Thì em nghĩ là nếu như mà em chọn một người này là mà lấy làm vợ thì em nghĩ là cuộc sống của em nó sẽ thay đổi. Nhưng mà em giải quyết cô kia nó có dễ dàng không? Dễ ạ. Thì thực ra thì đối với cô kia thì cô ấy khó thôi, chứ còn thì vì cô ấy rất là yêu em. Rồi bao lâu thì em cưới hả? Sau cái đó thì hai đứa bao lâu thì làm đám cưới? Sau khi giải quyết xong tầm khoảng độ 3 tháng sau kìa. Em chữa 3 tháng. Sau 3 tháng sau nữa thì là quen cười. Nhau thì là 6 tháng là chính thức quen nhau. Em bắt đầu yêu nhau tầm 3 tháng thì em chữa 3 anh tháng. Bầu hả? Dạ. Thì có bầu thì anh này thì anh không chịu cưới. Thì vì lúc đấy thì làm ăn khó khăn ấy. Tự dưng lúc đấy thì nói chung là rất là khó khăn. Là bên Khoa khó khăn hay là em? Em thì không có cái gì cả, anh này thì lại khó khăn. Nói chung là hai đứa đến với nhau thì nó không có một cái gì cả. Tức là trước đấy thì anh này thì có nhà, có xe, có công việc. Nhưng mà khi mà bắt đầu gọi là yêu nhau thì bắt đầu anh ấy không có cái gì cả. Bắt đầu là lấy nhau là hết, không còn một cái gì cả. Lúc đó là em cũng chưa kinh doanh luôn? Em có kinh doanh nhưng mà cái công việc của em nó, tức là khi mà em bầu thì cái công việc của em nó không cái công việc hiện tại á, em chưa kinh doanh cái mỹ phẩm và cái chưa công việc hiện tại là chưa. Tức là em ngày trước em chuyên về làm về spa, về thẩm mỹ viện, về chuyên về tắm trắng rồi. Thì cái đấy thì khi em có bầu thì em không làm được cái việc đấy, em lại càng khó khăn nữa đó. Thì là anh này thì anh cũng không muốn cưới, thì anh bảo với em là bao giờ có tiền thì cưới em về đó. Thế nên là em thì em không đồng ý, em bảo với anh là bây giờ bố mẹ em sinh em ra, nuôi em bao nhiêu năm, mấy chục năm, bây giờ anh muốn cưới em thì anh phải bảo người lớn nhà anh mang chầu cao đến hỏi em đàng hoàng. Kể cả là không đám cưới rình rang cũng được, nhưng mà cũng phải là có chầu cao đến hỏi bố mẹ em. Đó, có người lớn đến hỏi bố mẹ em thì anh kể tiếp đi. Thì như câu chuyện em nói thì bố em mất rồi, thế là đến hỏi cưới bạn này thì phải nhờ bảo chú em. Chú em với cả cả chị gái. Thì nói chung là sau đó thì hai đứa là vẫn đám cưới một. Đã. Có một cái đám cưới rất là ok đúng không? Có đám cưới. Nay là bao nhiêu năm rồi? Nay là 10 năm rồi ạ. 10 năm. À lúc bé trong bụng là bé trai bé gái à? Bé trai. Bé trai. Rồi giờ em mấy đứa rồi? Em ba. Ba đứa. Dạ. Wow, chúc mừng nghe. Ba đứa mà phọt đẹp thế. Trời ơi, ba đứa rồi. Dạ. Trai gái đủ cả. Dạ, hai bạn cuối cùng là sinh đôi. Trời ơi, vậy hả? Là một đứa nữ, một đứa trai, một đứa gái hả? Đâu, hai một hai bạn nữ là sau và bạn nam là đầu tiên. À, đứa trai lớn còn là hai sinh song sinh là hai đứa nữ. Trời ơi, thôi vậy là ngon lành quá rồi. Ủa, nhưng mà là cái bạn cái lần sau á là đẻ cặp song sinh á thì mổ có khó khăn gì không em, hay có câu chuyện gì về cái việc gọi là sinh hai bạn ấy không? Cái câu chuyện thì nó cực kỳ dài, nhưng mà em chỉ chia mình sẻ một ngắn chút gọn này. Thôi em chỉ chia sẻ một chút này. Thực ra hai cái bạn đấy thì khi mà bọn em chửa em vất vả lắm, em chửa em thì em xin phép em kể cái sau khi mà lấy nhau đã xong sẽ hai bạn đấy. Khi mà hai vợ chồng lấy nhau thì rất là khó khăn cái cuộc sống, tức là nó khó khăn vô cùng luôn. Anh này làm cái gì thì cũng là bị lừa, xong rồi làm cái gì một là bị lừa, hai nữa là người ta không trả tiền. Có nghĩa là không có một cái việc gì nó như tức là vợ chồng tai, tức là vợ chồng em, có nghĩa là những cái thời điểm ấy nói thì bảo cái thời này cách đây 10 năm mà gọi là trong nhà có khi còn chẳng có một cái đồng nào luôn chị ạ. Tiền thì nhà thì đi thuê, và đợt đấy khi mà em đang bầu thằng đầu tiên ấy, cái bạn đầu tiên ấy, thì không có một cái gì luôn. Có nghĩa là vợ chồng em mức độ mà ăn cái cơm trắng ra nhiều quá, mà em ngán quá mà em lấy 2.000 ở trên Ban Thần Tài đi mua dưa để rang ăn cho nó đỡ ngán. Tức là cái thời gian đấy em rất là nhớ, tức là khó khăn vô cùng. Thì em kiểu như không muốn cho mẹ em biết ấy, thì chỉ gọi điện về quê là mẹ ơi, ở đây bây giờ toàn là gạo với cả toàn là rau của Trung Quốc, cứ nói thế để cho bố mẹ đỡ phải lo lắng. Thế thì mẹ lại gửi rau với gửi gạo với gửi ngan ra, thì lại ăn được một tuần. Tức là cái cuộc sống lúc đấy rất là khó khăn ấy, hai vợ chồng rất khó khăn nhưng không bao giờ cãi nhau. Và lúc đấy có duy nhất một cái xe đạp điện mà em nhớ là em chửa to như thế này, thì chồng em thì cái yên nó bé như này, thì chồng kiểu như là không ngồi được ấy.
bụng nó to quá thì là em phải ngồi ở cái đầu của cái kia ngồi nó rất là khổ. Nhưng mà mình vẫn muốn là buổi chiều mình tới lúc cái công việc em nó không có, nó đang rất khó khăn, mình chở vợ mình buổi chiều là mới bắt đầu đi xem điện rồi đi dạo. Ừ. Nhưng mà thực ra là để coi là kể sơ qua cái thời kỳ khó khăn như vậy để thấy là bây giờ tụi em đã vượt qua cái thời điểm đó một cách quá là ngoạn mục, đúng không? Bây giờ thì là hai anh chị là mình nhìn vậy là mình thấy là bây giờ đang rất là đúng rồi giàu có phủ phê rồi, đúng không? Trời ơi. Thành ra mới kết luận lại á là anh chị chọn nhau như vậy là quá đúng rồi. Trong ba người phụ nữ mà em bắt cá đó thì em chọn đúng con cá mà cá vàng á, đúng không? Đó, để rồi bây giờ hai đứa hạnh phúc như thế này mười mấy năm rồi, đúng không? Hai bạn lấy nhau mười mấy năm. Mười năm. Một thập kỷ đó. Nếp tẻ đủ cả. Đó, thì đầu tiên là phải chúc hai người, gọi là chúc mừng hai người đã, đúng không? Chúc mừng đã, nhưng mà rồi chúc mừng xong rồi thì vẫn phải hỏi là khi mà lấy nhau á, thì bắt đầu lúc cái thời điểm đó có lòi ra tật xấu gì không? Lúc đó bắt đầu mới là khi mà về ở chung nhà với nhau đó. Có tất cả đã lòi ra hết. Và những cái tật xấu đó tới bây giờ nó thực ra nó không phải là tật xấu đâu mà là có những cái mà quái thai quái thú của đối phương mà mình không biết cái lúc mình đang yêu á. Đó, thì khi mà về với nhau như vậy á thì là những cái cá tính bắt đầu bộc lộ ra như vậy thì mình sẽ vượt qua cái điều đó như thế nào? Ví dụ như là bạn vợ có cái gì mà em bị bất ngờ á, có nghĩa là lúc mà khi yêu á là không có, nhưng lúc về mới thấy. Ví dụ như là nhõng nhẽo quá thể này, hay là có một cái gì đó nó em làm em bị bất ngờ á, những vì mình chưa hài lòng và bất ngờ về những cái tính đó. Thì thực ra vợ em lúc mà quen em thì em thấy rất là hoàn hảo. Cái gì nhưng mà về làm vợ á, vâng, rồi khi về làm vợ thì mình thấy sau một thời gian khi đẻ con thì bạn ấy tập trung vào cái công việc kinh doanh, thì vợ em là live stream bán hàng mà. Là bạn ấy có cái việc nhà thì bạn ấy nó không được đảm bảo chu toàn lắm. Cái việc đấy thì cũng có giúp việc rồi, bây giờ hiện tại có việc. Hai là cái tật xấu thì là cái tật xấu nó cũng kỳ lạ. Em chưa yêu ai mà có cái tật xấu đấy à? Đâu tật xấu gì? Nghĩa là lúc nào cũng phải sờ người em, tay nó kiểu như nó phải lúc nào thích phải sờ bụng. Ngủ lúc nào phải đặt tay bụng đấy. Không chịu được. Có đó dễ thương mà. Có nghĩa là cứ gặp là đặt tay lên bụng. Để tay bụng sờ. Sao em không để lên má hay để lên vai mà để tay lên bụng? Không, để là cái thói quen. Ý nói là chồng ơi chồng tốt bụng hả? Đấy là thói quen của em. Thói quen từ bé. Thế nên là bây giờ lấy chồng thì cũng thôi, nhưng mà đó là thói quen. Đâu cái đó dễ thương đáng mà. Yêu mà. Nhưng mà có hay la con không? Có hay mắng con không? Có. Đó. Có bạn ấy cũng nhiều khi cũng áp lực công việc thì bạn cũng hay la mắng con, nhưng mà thực chất thì em sống để em biết là bạn ấy cũng rất là yêu thương con. Rồi có ghiền shopping không? Đó. Có ghiền shopping không? Ôi giời, nghiện nặng luôn ạ. Đấy, nghiện nặng con nghiện đúng không? Em thì có khoảng độ 1 tủ hay thôi, nhưng mà bạn phải 4 tủ. Đấy, tôi nhìn là tôi cũng hình dung ra rồi. Nguyên... chú không khai tôi cũng đoán ra rồi. Có nguyên cái tầng luôn. Nguyên một cái tầng là chứa quần áo của bạn ấy. Quần áo là có đóng hẳn những cái ngăn tủ để trang sức, rồi đồng hồ, kính mắt, rồi giày riết. Có những cái bộ nào mà mua mà chưa mặc luôn không? Có ạ. Có nhiều ạ. Vẫn còn mang ạ. Con nghiện shopping là ai cũng bị cái tật đó, có nghĩa là mình mua nhiều quá mình không nhớ là mình mua cái gì rồi. Tôi là cái như là mặc không kịp luôn đó. Vợ em thì rất là thích khi mà gặp cái việc gì mà nó buồn ấy thì là đi shopping cái đấy, là giải ngay. Sầu ngay. Giải sầu ngay. Rồi bây giờ Khoa có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em thì thực ra thì em xác định là mình là một người đàn ông trong gia đình thì mình là phải người gánh vác, nên là em thấy thì là vợ em có những cái thói quen, tuy nhưng mà mình cảm thấy cái thói quen đấy nó cái gì là nó gọi là phải là quá thì mình phải thay đổi, thế là em nghĩ là chắc là em cũng không cần vợ em cứ thay đổi được. Cứ như thế. Cứ như thế và thay đổi cái là mình lên nhẹ nhàng lên lãi với các con, thế là được. Nhẹ nhàng với các con đó. Với bớt shopping lại em ơi. Chị nói thiệt với em á, gặp chị mà là em á là chị mong muốn thay đổi ngay cái việc đó. Uổng tiền lắm. Thì có nhiều khi mình mua những cái đồ mình không xài tới phí lắm. Thực sự rất là phí luôn. Nhà chị bị đó, chị giờ gặp ai chị cũng khuyên hết á. Giờ chị bị. Nhưng mà nhiều khi đó là cái thú vui của người ta. Đúng rồi. Cái sở thích của người ta, không mua là xỉu đó, đúng không? Thôi chuyện sở thích khác đỡ tốn hao hơn đi em ơi. Rồi bây giờ tới em nè, đã bạn ấy có những tật xấu gì? Anh này thì nói chung là cái tật xấu ấy là chưa tìm cái đồ gì đã gào lên rồi. chưa tìm cái đấy đã gào lên rồi, tại vì là anh ấy là một cái người mà kỹ tính, sạch sẽ, kỹ tính và cầu toàn ấy, cái gì cũng phải hoàn hảo. Tức là có một cái tính là nếu như mà cái gì không đúng ý của mình ấy, tức là mỗi một người sinh ra thì không thể ai người ta cũng như ý của mình được. Có thể là mình mà
mình có thể làm được nhưng người khác không làm được. Nhưng mà anh ấy hay kỳ vọng quá cao xong rồi hay hay kiểu bực mình ấy. Cáu hay cáu đấy. Bực mình cáu lên xong bắt đầu là tìm cái gì mà đồ gì mà chưa tìm thấy là bắt đầu là đâu có anh ấy đâu cái thứ kia. Nhưng chỉ loanh quanh ở đấy thôi. Đấy. Rồi. Cứ bắt đầu mỗi lần gào lên một phát là cả nhà, cả bố, cả mẹ, cả các con cả ấy là rú biết cả người mà. Rồi. Không hiểu bố lại đấy. Một tần số đầu tiên là hay gào. Hay gào. Rồi đó. Nhưng mà nè có hay ăn cái trưng diện đồ hay là mua sắm giống như em không? Ui trời, anh có chân diện nha, anh nhìn điệu là chị thấy chân diện nha. Điệu lắm luôn hả? Đây này đó, em nhìn cái áo với lại cái đôi giày đi đó, đó em thấy đó. Đó. Một logo đó. Ừ. Em đó, em đó. Chân diện sao? Anh này thì anh ấy điệu lắm, anh ấy sạch sẽ, tức là cái đồ của anh cái gì nó phải vào cái đấy. Và quần áo là phải giặt bằng tay. Là cái gì nó cũng phải sạch như ly như lau ấy. Tức là anh ấy là một cái người như thế. Nhưng mà không, cái đó là thật tốt rồi, chị đang hỏi em thật xấu thôi. Giờ có chuyên diện nè, có xài. Tức em là ghiền mua sắm nè, cũng tốn tiền nha. Còn ảnh có tốn tiền với quần áo, với đồ hiệu, đồ hiếc hay không? Cũng có tốn nhưng mà cũng bao biện nè, bao biện. Rồi là giờ có nè, chắc chắn mấy cái có đồ luôn. Mấy cái đồ hiệu thì có giặt chung với mấy cái đồ không? Không ạ, giặt riêng. Anh còn, anh em có mua một cái tủ lạnh để chuyên giặt quần áo của em thôi. Quần áo của em quần áo của em thì lúc nào hơi bẩn thì em mang ra tiệm giặt, còn không em giặt bằng có cái máy giặt nó cao cao này, mua mua 80 triệu. Là máy giặt hiệu luôn đúng không? Giặt hấp coi như là máy giặt hiệu để giặt quần áo hiệu đúng không? Tức là em thích xài đồ hiệu đúng không? Còn vợ em thì ghiền shopping đúng không? Dạ, đó dạ, đúng chắc rồi. Hai chồng cũng đồng lòng đồng thủ để mà tiêu tiền quá đi. Dạ vâng, nhưng mà mình đồng lòng đồng thủ thì mình lại phải đồng sức để mình kiếm tiền. Ừ, đó đấy, để mình phục vụ đấy cho những cái sở thích của mình. Đúng vậy đó. Bây giờ là mong muốn chồng thay đổi gì? Em thì nói chung là mong muốn chồng thay đổi thì là cũng chả mong muốn thay đổi gì cả. Bớt cáu không? Mong bớt cáu lại tại vì không? Là em cũng hiểu tại vì sao cáu mà. Tại vì là áp lực công việc. Nhà em là cứ chồng em là cứ 6 giờ sáng dậy, xong bắt đầu là đi làm đến 1 giờ trưa mới về ăn cơm. Ăn cơm xong thì hôm nào cứ vợ rủ ngủ trưa thì ngủ một tí, không thì lại đến 6-7 giờ tối về tập thể dục một tí xong rồi lại. Tức là cái áp lực công việc của anh ấy rất là nhiều. Em á cứ vừa đấm vừa xoa. Cái chương trình này nó bị lạc đề. Ví dụ có cái gì là tranh thủ, mình phải tranh thủ cơ hội để mà mình nói. Ờ đó anh ơi thế này nọ. Em nãy nghe nói là chồng cáu lên cái là gia đình ai nấy rúng gió lại hết đúng không? Thì thực ra áp lực ai mà không có áp lực em. Dạ. Cái thời đại này ở xã hội ai cũng có áp lực hết, chứ không chỉ riêng ai. Mà người ta hơn thua nhau ở cái điều là mình kềm hãm được cái cảm xúc của mình. Mình kềm hãm được cái áp lực đó để mình không xả cho vợ con mình. Đó là cái điều mà mình hơn người khác. Thực sự là như vậy mà, trời ơi, chị áp lực lắm chứ bộ. Nhưng mà không bao giờ chị về mà chị cấu chồng hay là cấu con, không có luôn. Thiệt, mình tìm cái cách xả cách khác. Chứ mình không có xả lên vợ, lên con mình. Đúng cái rồi. Đó mới là cái hay. Ngược lại mình cũng vậy. Vậy đúng thì không? Em mình mong muốn luôn đi. Đó, mong muốn. Nói chung là mong muốn là chồng gọi là tạo áp lực cho người khác vừa vừa thôi. Đấy, nhất cái thứ hai nữa là tìm cái đồ gì phải tìm kỹ, xong bắt đầu mới